Dạ, Lâm Miễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan của ông Mỹ. Thì làm mà ông bà cô bác thấy không? Đây nè. Anh trước nè. Đây là những cái mồ này. Thì làm sẽ thử thách ngủ đây thử coi khoảng 2-3 tiếng như thôi, có gì gì lạ không. Nếu có vong linh thì làm sẽ tìm cách trở lại giúp đỡ nhân mạng bác, còn nếu không có thì thôi nha. Đây nè, cái mồ đằng trước nè. Đây nè, ông bà cô bác anh chị em thấy chưa, bà không thấy mồ đây nè. Bây giờ làm thử thách ngủ coi có thấy gì không nha. Giờ này khoảng 2 giờ sáng đó, rồi làm sẽ tìm cái vị trí nào đó đặt máy ngủ nha. Đây cũng cặp lộ nè, rồi làm sẽ đặt máy nha. Đèn bớt thử cái nó sao. Rồi làm sẽ đặt cái vị trí này. Làm sẽ ngủ đây nha. Bây giờ ok. Làm sẽ dặn một cái giỏng các bà bác ha, dặn cái giỏng nằm ngủ có thấy gì không. Mình lấy giỏng nè, giờ thì em dăng ở đây ngủ nha mọi người. Đặt ngay chỗ này luôn. Kiến nào mà bác. Tìm gốc củi gốc gì mới được. Đây gốc củi nè.
ông bà cô bác. Bây giờ Lâm sẽ ngủ ở đây, thấy có hiện tượng gì lạ không nha. Nha ông bà bác ha. Để cái cam gần gần chút xíu cho ông bà cô bác thấy nha. Không, mình phải đặt xạ mà được để gần qua không thấy không bà. Tăng ánh sáng lên chút xíu rồi nó sao. Em sẽ chỉnh nè. Mình đặt góc xéo bên này đi để mà dễ thấy nha mà bác này. Đây nè. Có cái hiện tượng gì lạ từ cái góc mộ nào không? Đó. Vậy thì mình nằm mình vị trí bên nói. Tắt cái cam này kìa. Bình thường. Vị trí nào cũng khó chứ người ta. Tăng ánh sáng lên thử kìa. Mà tăng ánh sáng mình để xa thì chắc có lẽ thấy. Mình phải để xa cái gì. Mình tắt đèn. Cái đèn nó vừa tối quá. Sáng hóa thì mình không thấy được không mà. Rồi như vậy nha. Mình sẽ ngủ ngay vị trí đó. Con đem cái mền theo. Rồi ngủ thôi nha mà bác ha. Thôi coi vậy không? Sợ mũi nó cắn không mà quá. Đây mũi nhiều lắm. Mình chở gì cho chắc ăn. Rồi ok.
ông bà cô bác ơi, năm nằm bây giờ chắc cũng khoảng hơn 10 phút rồi đó, không biết có cái hiện tượng gì lạ không. Bây giờ Lâm sẽ mình di chuyển cái máy đi, mình di cái miệng di chuyển cái máy xa xa chút xíu coi có thấy khung hình rõ không mà bác ha. Đi thôi. Cô bác ơi, Lâm sẽ đặt ngay cái vị trí này để thiệt là lâu luôn, tới cuối cái video luôn, chừng nào hết pin luôn, hết pin máy thì thử như sau có không nha bà bác ha. Bây giờ Lâm sẽ tiếp tục lại nằm nó ngủ nha, theo dõi nha bà bác ha. Đem theo tấm mền sẵn, thủ sẵn. Có gì không mà các bạn,
mũi nó cắn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Rồi ông bà cô bác ơi, bây giờ thì Lâm cũng để cái cam tới sáng luôn rồi. Vậy Lâm sẽ tắt máy và Lâm sẽ coi cái cam lại coi có cái hiện tượng gì lạ sau nằm cái tiếng ngồi nhưng mà bác ha.